Tiền ít mà muốn húp hầu ngon thì đó là lời quảng cáo và mình quyết định mua con Tron Max T7 Mini. Đây là một chiếc loa Bluetooth và chúng ta sẽ xem xem với cái giá tiền chỉ có vài trăm ngàn đồng thôi xem là có cái hầu ngon hay không các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy đây là một chiếc loa Bluetooth di động mini và nó có khả năng chống nước bởi vì nó thiết kế cho di động ngoài trời. Wow, thời gian lên tới 18 giờ để chạy cơ à. Rồi chúng ta sẽ cùng mở hộp con này xem nó có những cái gì Và xem xem chất lượng nó như thế nào Hầu có ngon hay không Đây là cái gì đây À hai phụ kiện Một cái rắc cắm 3.5 Một cái dây tai si Mình nghĩ đây là dây sạc Hướng dẫn sử dụng Warranty Card Đây là cái thẻ bảo hành Ok, đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta này. Ui giời. To, nặng. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây. Cầm cũng khá đầm tay đấy các bạn ạ. Cứng cáp. Phía trên thì các bạn có thể nhìn thấy đây, nó gồm có 5 cái nút này và cái viền xung quanh thì khả năng đây là cái viền đèn LED. Một cái dây để chúng ta đeo ở bên người, khá tiện lợi thương hiệu chôn mát xung quanh. Các bạn nhìn thấy đây là một cái tấm lưới. Nhưng mà hình như là nó làm bằng vải và phía trên nó phủ bằng nhựa cầm khá êm. Thì tất nhiên nó sẽ phải có cái chất liệu vải hoặc cái lỗ thông thoáng rồi bởi vì nó còn thoát âm thanh ra mà. Đây còn phía dưới đây thì các bạn có thể nhìn thấy về đây là tên model của nó là T7 Mini Con này nó là model T7 Mini này Cái điện áp sạc của nó 5V 1A Và xung quanh thì các bạn nhìn thấy ở đây nó có một cái vòng đệm cao su Và nó nhô một cái núm tí bé tí tí, tí ở đây Thì cái tác dụng của cái này đó là khi mà chúng ta để kê trên bàn Đấy khi mà chúng ta để kê trên bàn như này Thì nó sẽ tạo một cái khoảng trống Uh, loa so với cái mặt bàn để khi mà cái loa nó đập ấy Nó sẽ không đập trực tiếp vào mặt bàn nó không tạo ra cái âm thanh đập phạch 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 Đấy là một cái âm thanh nhiễu rất khó chịu khi mà chúng ta không cách ly loa với mặt bàn Thì uh, cái núm này nó có cái tác dụng là như vậy Một cái núm nhỏ nhỏ như này thôi nhưng mà hãng cũng đã phải tính toán để thiết kế ra nó Nhưng mà mình thấy nó nhỏ nhỏ quá thì không biết sau nó có mòn hay không nhỉ Còn phía hông ở phía dưới thì các bạn có thể nhìn thấy chữ T7 mini và khi mà chúng ta bóc ra Đấy nó hút rất chặt bởi vì đây nó là cái miếng cao su với cái loa này là thiết kế chống nước mà nên là tất cả các cái lỗ nào mà thông vào loa là đều phải vít kín ở bên trong thì có cái khe thẻ nhớ này sạc tai si này và cái ổ cắm 3.5 để sử dụng chiếc loa này thì các bạn sẽ nhấn giữ cái nút nguồn này trong 2 giây để bật nguồn lên khi mà bật nó có cái đèn màu trắng này sau đó là nó chuyển sang cái màu xanh nhấp nháy là đang chờ để kết nối bluetooth thì các bạn sẽ sử dụng điện thoại và chúng ta sẽ vào bluetooth để chúng ta sẽ kết nối chúng ta sẽ vào phần cài đặt Bluetooth rồi các bạn nhìn thấy sau một lúc nó sẽ tìm và nó sẽ tìm ra được cái từ chôn T7 mini thì các bạn sẽ kích vào đây đây chính là kết nối với loa chúng ta đã kết nối thành công rồi thì khi mà kết nối thành công các bạn nhìn thấy cái đèn màu xanh là nó sẽ sáng đứng yên có nghĩa là nó báo hiệu chúng ta đã kết nối thành công với điện thoại rồi sau khi mà kết nối thành công thì các bạn chỉ cần mở nhạc là nó sẽ phát ra loa cho chúng ta đâu mình sẽ mở cho nào đây là to này to nhất đấy các bạn thấy là Ôi, cầm đấy, nó rung cả tay luôn nhá Chứng tỏ là cái loa đập khá mạnh luôn Bạn đập mạnh đấy Đây, cho nhỏ này Các bạn cũng có thể điều chỉnh nút to, nút nhỏ Ở trên cái loa này Và mỗi một lần điều chỉnh Thì các bạn chỉ gần nhấn cái nút cộng, nút trừ một lần thôi Ví dụ to này, nhấn một lần này Nó to dần lên Chứ các bạn nhấn liên tục như này thì nó lại không được đấy. Nhỏ vậy, nhấn liên tục thì không được Mình phải nhấn một lần thôi nhấn một lần thì nó nhỏ này còn nếu các bạn mà muốn chuyển bài thì các bạn nhấn đúp nhấn đúp nút cộng nút trừ ví dụ mình chuyển bài nhá nhấn hai lần lại là nhấn đúp ấy một hai đấy nó sẽ tự động nó chuyển bài đó, cho một, mình đó còn tạm dừng là tạm dừng hay là play là ấn nút uh, cây mũi tên này đấy là nó tạm dừng này nhấn một lần nữa là play rồi ok nói chung là sử dụng của nó thì khá đơn giản các bạn cũng có thể bật tắt cái đèn viền này bằng cái phím uh, biểu tượng cái đèn ở phía dưới này, nhấn này, một lần này, hai lần là tắt này. Với chiếc loa này khi mà các bạn đã kết nối thành công với điện thoại thì khi mà điện thoại của bạn có cuộc gọi đến thì các bạn có thể nói chuyện và nghe trực tiếp trên cái loa này luôn. Bởi vì trên cái loa này các bạn nhìn thấy có một cái lỗ này, đây là lỗ mic để nó thu âm và khi mà có cuộc gọi đến thì chúng ta chỉ cần ngồi cạnh loa và chúng ta nói chuyện. Ngoài ra cái loa này các bạn có thể kết nối hai loa cùng loại với nhau Có nghĩa là hai cái con T7 mini này kết nối được với nhau để tạo ra một cái dàn âm thanh treo Có nghĩa là cái dàn âm thanh hi fi đấy Ở đây thì mình không có hai loa Mình có mỗi một cái loa này thôi nên là không kết nối được Rồi các bạn thấy là loa đang được kết nối bluetooth với điện thoại Tuy nhiên các bạn có thể là hủy kết nối để chúng ta kết nối sang một cái thiết bị điện thoại khác Chẳng hạn thì các bạn chỉ cần nhấn giữ hai cái nút đó là nút cộng và nút trừ nhấn giữ. Đấy các bạn chỉ cần nhấn giữ trong khoảng 2 giây là lập tức là nó đã hủy kết nối và khi mà hủy kết nối thì các bạn nhìn thấy là cái đèn bluetooth màu xanh này nó sẽ nhấp nháy này là nó đang báo hiệu rằng cái loa này đang chưa được kết nối tới cái thiết bị điện thoại nào. Các bạn muốn reset cái loa này về mặc định của nhà sản xuất thì các bạn sẽ nhấn giữ cái nút play này trong 8 giây cho mình. Các bạn nhấn giữ này. Cho tới khi cái đèn màu xanh nó sẽ chuyển sang màu đỏ và nó tự tắt loa đi là reset thành công Đấy các bạn thấy không Nó tự tắt loa đi Đèn màu đỏ sáng và tự tắt loa đi là đã reset thành công Các bạn có một cái thẻ nhớ và chúng ta chỉ cần copy các cái dữ liệu nhạc MP3 vào Sau đó các bạn cắm cái thẻ vào cái khe thẻ nhớ này Mình lưu ý các bạn lắp đúng chiều nhé Bởi vì lắp sai chiều có thể là nó bị kẹt và bây giờ chúng ta có thể nghe được nhạc từ thẻ nhớ. Khi các bạn bật nguồn lên thì mình đang cắm thẻ nhớ này. Thì lập tức nó sẽ tự động phát ở trong thẻ nhớ luôn. Đây là nhạc đang phát ở thẻ nhớ nhé. Nếu các bạn có một cái nguồn phát nhạc bên ngoài mà các bạn muốn phát trên loa thì các bạn sẽ sử dụng cái dây 3.5 mà hãng cho kèm. Chúng ta sẽ cắm vào cái cổng 3.5 trên loa. Sau đó, chúng ta sẽ cắm vào nguồn nhạc. Rồi, bây giờ mình sẽ bật nguồn nhạc lên này. Đây là đang phát nhạc trên nguồn nhạc ngoài. Dừng này. Đấy, dừng nguồn nhạc ngoài này. Phát này. Các bạn có thể chuyển đổi giữa ba cái nguồn nhạc đó là nguồn nhạc Bluetooth từ điện thoại, nguồn nhạc ngoài và nguồn nhạc ở thẻ nhớ bằng cách đó là các bạn sẽ nhấn một lần cái nút nguồn này. Đây bây giờ mình đang phát ở cái nguồn nhạc ngoài này, mình bật lên này. Đây là đang nguồn nhạc ngoài nhá. Các bạn nhấn một lần cái nút nguồn này thì nó sẽ chuyển sang phát nguồn nhạc từ điện thoại kết nối bluetooth nhưng mà hiện tại bluetooth mình đang tắt này, đang chưa kết nối này thì sẽ không có tiếng này. Mình nhấn một lần nữa thì sẽ phát nguồn nhạc từ thẻ nhớ. Đấy, đây là nguồn nhạc từ thẻ nhớ nhá. Đây. Là. Đây là nguồn nhạc từ thẻ nhớ. Rồi bây giờ mình sẽ mổ bụng nó ra. Để cho các bạn xem bên trong của nó xem có những cái gì nhé. Hy vọng là cái việc tháo nó ra nó dễ dàng. Nó dấn keo hoặc nó có ngạnh là ngại lắm đấy. À cái này tháo dễ các bạn ạ. Chỉ cần bẻ bẻ một lúc thôi. Ô oh, là đã ra được rồi. Hay quá. Rồi. Bên ngoài nó là một cái khung nhựa này và nó được ốp mà bằng cái vải. Đây các bạn nhìn thấy đây, khung nhựa đây. Rồi. Đây bên trong của nó đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây bây giờ mình sẽ bật bài nhạc để cho các bạn xem xem cái loa nó đập như thế nào. Cầm ở trên tay còn rung rung tay luôn. Cái loa này nó thì nó chưa thể đủ công suất để có thể đập rung người rung tim được bởi vì nó nhỏ. Nhưng mà cầm trên tay là rung tay luôn nhá. Các bạn nhìn thấy không? Cái loa chính này nó đập kinh khủng luôn. Còn cái đây là loa phụ này các bạn nhìn thấy không? Thì với cái thiết kế mà có cái loa phụ nó cộng hưởng đằng sau thì nó sẽ tạo ra một cái tiếng bass nó sẽ sâu hơn, mạnh hơn. Cái loa phụ này chủ yếu là nó đảm nhận về cái tiếng bass tiếng trầm ấy tất nhiên là nó sẽ không thể giống như một cái loa trầm hoặc một cái dàn âm thanh chuyên nghiệp được nhưng mà với một cái loa nhỏ gọn như thế này mình đánh giá là cực kỳ ok trong tầm giá của nó để cho cái tiếng bát mà sâu mạnh như này thì rất ít loa nhỏ như này có thể làm được loa đập mạnh nhưng đèn led cũng nháy theo nhạc luôn còn thấy một cái loa mà nhỏ gọn mà có vài trăm ngàn đây khá ok khá đỉnh luôn Các bạn có thể thấy ở đây nó sẽ có một cái củ loa chính này. Và đằng sau, đằng sau nó là một cái loa giả thôi. Nó là cái loa để cộng hưởng với loa chính này, mình sẽ nhấn cái loa chính các bạn để ý loa đằng sau nó cũng phụt ra này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Nó phụt ra này, đây nhấn loa giả này thì loa chính nó cũng phụt ra này. Như vậy chứng tỏ rằng uh, cái con loa này được uh, dán và chống nước cực kỳ kín bởi vì sao nếu như mà không kín thì các bạn nhấn như này không thể có cái hiện tượng nó phụt ra như này Đấy, các bạn nhìn đi nhấn một phát là nó phụt ra loa đằng kia như vậy là loa đã được dán rất kín luôn thì không biết là lúc tháo ra có tháo được cho các bạn hay không đây Đó rồi để mình sẽ cố gắng để mình tháo ra để cho các bạn chiêm ngưỡng bên trong thì ở đây nó có một cái cáp để kết nối lên trên này ở dưới này nó có cái cổng sạc rác thứ ở dưới này thì như vậy khả năng một cái mạch nó sẽ nằm ở dưới này mà bây giờ Tháo cái mạch ở đây ra kiểu gì đây à, Khả năng phải lột cái này ra các bạn Lột cái nhựa ở dưới này Cái tấm cao su dưới này ra này. Rồi Nói chung là đây là một chiếc loa mới Mua về sử dụng Mà có khả năng chống nước Nhưng mà thôi Các bạn thích thì mình sẽ chiều luôn Phá ra để cho các bạn xem Bên trong của nó có những gì luôn Đây đúng rồi Các bạn nhìn thấy chưa đây này, có cái lỗ này, lỗ này là lỗ ốc này. Đấy, tháo ốc ra ra là được. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây chính là bên trong của nó đây. Nó sẽ có một cái cáp để kết nối lên. Đây mình sẽ bật cái cáp này ra luôn này. Ồ, oh, chạy một lúc thấy nóng nóng mạch này. Đây khả năng là dây pin các bạn ạ. Khả năng là dây này là dây lên loa. Các bạn có thể thấy cái mạch của nó khá nhỏ gọn và linh kiện cũng không nhiều lắm. Mặt sau thì gần như không có linh kiện này. Mặt trước thì linh kiện rất ít bởi vì bây giờ công nghệ nó đã được tích hợp hết trong các cái con IC rồi. Thì các bạn nhìn thấy có con IC nhiều chân nhất đó là ATS2853. Thì con này chính là cái con xử lý tín hiệu Bluetooth. Và với con này nó sẽ hỗ trợ công nghệ Bluetooth là 5 chấm. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy có con là ASC4056 ASC4056 thì con này chính là cái con để hỗ trợ sạc nguồn này Quản lý nguồn sạc nguồn này Vậy con công suất là nó sẽ nằm ở trong khối này Đây là cái khối công suất các bạn nhìn thấy nó cũng khá nhỏ này Và ở đây nó sẽ dùng một con công suất nó là con XA XA bao nhiêu đây? 9912 à? XA9912 các bạn nhé con Nikkei 992 này nó khuếch đại theo cái công nghệ là Class D nên là nó nhỏ gọn cho cái hiệu suất trên 70%. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cái loa phụ này. Nhưng mà xung quanh này nó đổ keo chết cứng này luôn này. Thì bây giờ khả năng chỉ có thể tháo được cái loa chính này ra thôi. Để mình tháo cái loa chính này cho các bạn xem luôn. Khi tháo cái loa ấy, các bạn hết sức cẩn thận nhé. Bởi vì nhiều người và kể cả bản thân mình ấy, nhiều khi mà cái tô vít này, mình ấn cái loa này không may nó bị trượt ra một cái thế là rách luôn cái màng loa này nhé. rồi tháo ốc ra rồi chúng ta sẽ bật lên. oh may quá các bạn ạ, cái cái loa chính này người ta không dán keo nên là tháo nó khá dễ chứ dán keo thì thì thôi rồi. sao nó cứ lệch nhỉ? rồi đây này, đây cái loa chính đây nhá các bạn nhé. Đúng rồi, thì các bạn có thể thấy là đây là hai cái dây này, dây nhỏ này chính là dây ra loa này, còn ba cái dây này là chính là dây nguồn này. Thì các bạn nhìn thấy ở bên trong kia nó có một cục pin. Nó có một cục pin. À, và cái cục pin này là chính là cái cục pin 18650. Khi mà cục pin này nó bị chai, hỏng thì các bạn cứ tháo như mình ấy, sau đó các bạn sẽ rút cái pin này ra thôi, các bạn thay. Nhưng mà khi mà thay xong thì các bạn lưu ý là phải đổ keo cái này, các bạn có thể là dùng cái keo silicon chúng ta sẽ đổ vào đây, bởi vì loa này nó cần phải kín mà kín thì nó mới có thể là tạo cái lực để nó đẩy lên cái loa phụ này, nó mới cộng hưởng âm thanh được. thì cái củ loa đây các bạn nhìn thấy chưa? các bạn nhìn thấy chưa? cái vành loa nó như thế này, nhưng mà các bạn nhìn thấy này cái củ nam châm này nó to gần bằng vành loa luôn. chính vì nó to gần bằng vành loa nên là cái lực đập ấy nó khá mạnh. đây chính là cái lý do mà vì sao à, cái âm bát của con này nó cực kỳ mạnh và uy lực. tất nhiên nó không thể như một cái dàn âm thanh thực thụ như một cái loa siêu trầm được. Nhưng mà với một chiếc loa mini như này mà âm bass nó thể hiện mà mình cầm trên tay nó rung cả tay như thế là đáng nể đấy. Các bạn nhìn thấy đây, vành này, vành cao su nhá. Rất mềm. Nhưng mà nhìn nó dán cái cái keo ở đây nhìn trông nó hơi chối, trông nó hơi lẩm lẩm. Con này các bạn nhìn thấy là trở kháng của nó là 4 ôm, công suất lên 15W. Thảo nào nó bé mà nó hét to thế. Mình cũng sẽ mở luôn cái mạch ở bên trên cho các bạn xem nhé. Cái này chúng ta cần phải lật cái cao su này lên. Sau khi lật lên thì ở đây nó có các cái vị trí ốc này. Các bạn phải tháo các cái vị trí ốc này ra. Đây cái mặt phía trên đây. Các bạn nhìn thấy nó chỉ là một cái mạch và xung quanh các bạn nhìn thấy nó có các cái đèn led này. Cái đèn led này là cái đèn led 7 màu, tức là nó sẽ có ba cái màu sắc trong một cái mắt led như này để nó tạo ra cái hiệu ứng 7 màu. Rồi các cái nút bấm này thì cái mặt phía trên này nó cũng không có gì cả. Cái này nó chỉ là nút bấm và hiển thị thôi. Đằng sau này thì không có cái gì đấy mình đã tháo tung một chiếc loa mới mua mới cứng luôn và chiếc loa này là chiếc loa chống nước nhưng mà sẵn sàng tháo tung ra vì các bạn thì các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông đăng ký like chia sẻ nha một chiếc loa khá nhỏ gọn như thế này giá khá rẻ chỉ có vài trăm ngàn đồng thôi ai cũng có thể mua được nhưng mà chất âm khá ok luôn Lần đầu tiên mình thấy một chiếc loa nhỏ gọn mini như này mà cho ra cái tiếng bát uy lực như thế, cầm trên lòng bàn tay mà nó rung cả tay luôn. Hơn nữa cái thiết kế của con loa này khá đẹp, có đèn nháy này, rất đẹp luôn. Nếu các bạn nào có nhu cầu mua, các bạn có thể đặt mua theo link ở phần mô tả video. Mình cũng mua chiếc loa này theo cái link đó. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.